Hello, Thái Mì xin chào các cô chú và các bạn. Hiện tại là Thái Mì đang trên đường đi đến khu Disneyland. Và hôm nay là ngày 27 tây tháng 6 năm 2020. Các cô chú và các bạn cũng biết cả 3-4 tháng nay, từ tháng 3 đến giờ thì ở Cali giới nghiêm hết. Hiện tại bây giờ thì là tháng 6 rồi thì sẽ mở cửa từ từ lại, và trong đó có Disneyland sẽ mở cửa lại trong ngày 27 tây tháng 7. Thì Sở Y tế sẽ cho khu Disneyland mở ngày July 4 để dọn dẹp và sát trùng nguyên cái khu ở Disneyland, khu vui chơi để cho gọn gàng và sạch sẽ. Thì ngày 17 tây tháng 7 sẽ mở cửa trở lại khu Disneyland. Thì nhân viên của khu Disneyland này họ biết là ngày 27 tháng 7, 17 tây tháng 7 sẽ mở cửa khu Disneyland, thì họ không có muốn đi làm cái ngày đó, vì hiện tại bây giờ ở Cali dịch bệnh càng ngày càng tăng cao chứ không có được giảm bớt, thì họ không muốn đi làm. Vì đi làm thì mở cửa Disneyland thì tất cả các tiểu bang và người trên thế giới sẽ đến khu Disneyland này để vui chơi. Thì hiện giờ thì Disneyland đã bán vé hết luôn rồi, thì sẽ đông người đến nếu ngày mở cửa. Thì người nhân viên của Disneyland đó, người ta không muốn đi làm sớm quá, sợ mang bệnh rồi về nhà người ta lây cho gia đình của họ. Thì người ta đã gửi giấy lên cho thống đốc Cali và yêu cầu thống đốc Cali đừng cho phép Disneyland mở cửa ngày 17 tháng 7 năm 2020. Và chính vì vậy thì hôm nay ở Disneyland có một cuộc biểu tình của nhân viên làm ở Disneyland đây. Và họ biểu tình chạy bằng xe các cô chú và các bạn. Thì bây giờ Thái Mì đang theo họ đây. Và đây là những chiếc xe người ta làm ở Disneyland, người ta ngồi trên xe biểu tình chứ không có đi bộ. Đây là trong khu vòng vòng ở Disneyland các cô chú và các bạn. Còn về phần người chủ của Disneyland đó, người ta nói là cho mở ngày July 4 là 4 tây tháng 7 và đến 17 tây tháng 7 thì mở cửa. Thì trong vòng 2 tuần đó, người ta không có thể nào mà người ta làm một cái Disneyland lại cho sát trùng, rồi phải mọi người vô coi phải an toàn và không lây bệnh và đứng cách xa 6 feet, thì người ta không có chuẩn bị hết được. Tại vì khu Disneyland rất là rộng luôn các cô chú và các bạn. Thì hôm nay Thêm Mì mời các cô chú và các bạn hãy cùng theo dõi cái cuộc biểu tình của người nhân viên làm ở Disneyland. Đây các cô chú các bạn thấy không? Đó là chiếc xe này là xe dẫn đầu của cái cuộc biểu tình này, là có gắn đầy bong bóng. Và cái hình của Mickey Mouse là đại diện cho Disneyland. Là Thêm Mì mời các cô và các chú hãy theo dõi hết đoạn video này nhé. Theo Thêm Mì thấy cũng là 100-200 chiếc xe chạy á. Thì người ta sẽ biểu tình từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Đây là những chiếc xe này, thì Thêm Mì phải tấp vô lề, và Thêm Mì trận đầu của những đoạn xe này Thêm Mì mới quay được, chứ mình chạy xe theo quá thì mình không có quay hết được đó. Dài lắm các cô chú và các bạn ơi. Khu Disneyland đó người ta chưa có mở cửa, nhưng mà vé bán hết ở trên mạng rồi, là đông người lắm sẽ đến Disneyland chơi nếu mà mở cửa ngày 17 tháng 7 năm 2020 này. Đây thì nhân viên người ta họp với nhau và biểu tình mà người ta không đi làm. Nếu Disneyland có mở cửa thì cũng sẽ không có người làm, tại nhân viên đâu có đi làm. Người ta sợ bị lây bệnh rồi về nhà rồi lây cho bà con dòng họ, con cháu ở trong nhà nữa. Theo những người ngồi ở trên xe này biểu tình thì Thêm Mì thấy đa số là người Mỹ da trắng và người Mễ. Người Asian thì Thêm Mì không thấy có nhiều lắm. Đây, họ vừa chạy vừa bấm càng tan 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 luôn. Đông thiệt là đông luôn. Mà dáng này trên xe những cái biểu tượng là người ta muốn nói cái gì người ta ghi giấy và người ta dán lên xe. Vòng vòng trong khu Disneyland này thì người ta trồng cây dừa và hoa nhiều lắm. Mà đi vô đây thấy cảnh ở trong đây rất đẹp luôn các cô chú và các bạn. Hôm nay trời Cali thì mát chứ không có lạnh mà cũng không có nóng lắm. Thêm Mì xuống dưới xe và đứng quay ở đây. Như vậy thì mà mới mình thấy rõ được, chứ mình chạy xe theo một đoạn nào thôi chứ
Thanh Mì chạy xe theo thì không có quay được hết đoạn xe này. Theo những cái giấy họ treo ở trên xe thì Thanh Mì thấy là họ đề là an toàn là trên hết, chứ họ không có muốn đi làm sớm quá. Đi làm sớm sẽ rất là nguy hiểm, sẽ bị dịch vi lan này nó lây cho họ. Thì người ta chỉ muốn là an toàn trước thì mới là cái đứng đầu của cái mùa dịch vi lan này. Bởi vậy người ta biểu tình để cái Disneyland khỏi mở cửa. Hiện tại thì Disneyland người chủ cũng có đưa giấy ra và nói với những người khách đã mua những cái vé của Disneyland đó, thì người ta xin lỗi là ngày 17 tháng 7 người ta không có mở cửa được. Thì người ta nói là sẽ, nếu ai đã mua vé rồi á thì muốn trả lại thì họ sẽ trả tiền lại. Còn nếu mà ai muốn giữ cái vé đó đó thì đợi đến ngày Disneyland mở cửa đó thì sẽ đi vô. Nhưng mà hiện tại thì người ta chưa biết cái chính xác ngày Disneyland mở cửa. Cho đợi 2 tuần nữa, nếu mà người ta biết cái ngày mở cửa người ta sẽ thông báo. Và đây là chỉ một phần nào người nhân viên của Disneyland đi biểu tình thôi các cô chú và các bạn. Chứ nguyên một cái khu Disneyland rộng lớn có biết bao nhiêu nhân viên đi làm. Đây là những nhân viên người ta họp với nhau mà người ta đi biểu tình thì một phần nào thôi. Đoạn xe dài qua lúc bên kia đường, các cô chú và các bạn nhìn thẳng qua là đoạn xe dài theo đường đó đi ra lại đường Cathedral.